Bí mật rợn người bên trong lăng mộ của Hoàng đế Khang Hy. Sau khi băng hà vào năm 1772, vua Khang Hy được mai táng trong Thanh Cảnh Lăng. Khác với nhiều lăng mộ, Thanh Cảnh Lăng được các chuyên gia khảo cổ vội vã niêm phong trong suốt nhiều thập kỷ qua và chưa từng đón khách tham quan. Vậy thì điều gì đã khiến các nhà nghiên cứu phải niêm phong vĩnh viễn lăng mộ này như vậy? Ba vụ hỏa hoạn ma quái xảy ra trong lăng mộ của Khang Hy đã diễn ra như thế nào? Hay là có bảo vật gì mà các phi tần đang nắm giữ? Hãy cùng Taka giải mã tất cả điều đó trong video ngày hôm nay. Phong tục hậu táng của nhà Thanh là kho báu cho bọn trộm mộ. Nhắc đến nhà Thanh thì không thể nào không nhắc tới hai vị hoàng đế là Càn Long và Khang Hy. Cũng chính là những người đã xây nên thời kỳ Khang Càn thịnh thế, cũng là thời đại thịnh thế cuối cùng của vương triều phong kiến cổ đại trong lịch sử của Trung Hoa. Thời đại Khang Càn thịnh thế kéo dài trong 134 năm là thời kỳ đỉnh cao của mọi triều đại. Bây giờ xã hội ổn định, nhân khẩu phát triển, lãnh thổ rộng lớn, kinh tế thì cực thịnh nhanh chóng, tiềm lực tổng hợp của quốc gia mạnh mẽ nhất. Vua Khang Hy là một trong những hoàng đế nổi tiếng có tài trị quốc trong lịch sử của nhà Thanh. Ông này lên ngôi khi 8 tuổi và chính thức nắm quyền cai trị đất nước khi 14 tuổi. Trong suốt cả thời gian trị vì, hoàng đế Khang Hy đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ về kinh tế văn hóa, giúp nhà Thanh bước vào giai đoạn hưng thịnh. Cùng với sự giàu mạnh của quốc gia và nhịp sống sinh hoạt, phong tục hậu táng cũng vô cùng thịnh hành. Thực ra là phong tục hậu táng này đã bắt đầu thịnh hành từ thời nhà Hán. Chính người thời Hán cũng đã tự thấy tục hậu táng thế ấy đã trở nên vô cùng là xa hoa. Trong các tài liệu sử sách thì có ghi, tiền của quốc gia lãng phí nơi hoàng tuyền, nhân lực tiêu phí trốn hoàng lăng xa hoa, yêu thích những thứ vô giá trị, kỹ năng đều lãng phí trốn mộ hầm. Đây là những minh chứng cho phong tục hậu táng của thời nhà Hán. Và đến thời Thanh, tập tục này vẫn được duy trì. Hơn thế, các hoàng đế thời đại này còn xây dựng lăng mộ cho bản thân vô cùng là xa hoa. Đến thời của Từ Hy Thái Hậu lại càng khiến người ta không thể nào thốt nên lời. Quay trở lại vấn đề, trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lăng mộ của Khang Hy Đế. Lăng mộ của ông là Thanh Cảnh Lăng, nằm tại hướng Đông, Trạch Nam, Nhị Lý Hứa, Hiếu Đông Lăng trên núi Sương Thụy, cách 70 dặm ở phía tây bắc của thành phố Tuân Hóa. Lăng mộ này được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 2 năm Khang Hy thứ 15, tức năm 1676, và kéo dài suốt 5 năm, đến năm Khang Hy thứ 20, tức năm 1681 thì hoàn thành. Cái điều đáng nói ở đây là hoàng đế Khang Hy an táng hoàng hậu trong đó trước. Sau đó thì cũng không đóng cửa địa cung mà để mở chờ đến tang sự của hoàng đế. Cho nên trong Thanh Cảnh Lăng chôn cất 4 vị hoàng hậu cùng với 1 vị hoàng phi. Sau khi Khang Hy qua đời thì địa cung mới được đóng lại. Trong Thanh Cảnh Lăng chắc chắn rất là xa hoa, nhiều đồ vật quý giá được chôn cùng. Điều này dẫn đến nhiều phiền toái cho giấc ngủ ngàn thu của vị hoàng đế. Những tên trộm mộ vận xui không ngừng đeo bám. Vào cuối thời nhà Thanh, lăng mộ các vua triều này thường bị kẻ trộm xâm nhập. Sau khi lực lượng đồng minh đột phá kinh thành, tất nhiên là nơi chôn cất 5 vị hoàng đế với vô vàn những châu báu được hậu táng cùng sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực trong bóng tối. Trong những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, vận rủi ở lăng mộ này liên tục xuất hiện. Lăng mộ Khang Hy lần đầu tiên bị trộm và khai quật vào năm 1928. Thủ phạm là một nhân vật rất là quen thuộc, Tôn Điện Anh, một lãnh chúa của Quân Dân Đảng, đồng thời cũng là người đã trộm mộ Từ Hy Thái Hậu và Càn Long. Những điều mà Tôn Điện Anh đã làm gây nên phẫn nộ và chua xót. Nhóm trộm do Tôn Điện Anh cầm đầu đã đột nhập vào bên trong lăng mộ và lấy đi nhiều ngọc ngà châu báu, cổ vật có giá trị. Tuy nhiên là Tôn Điện Anh và quân lính của mình đã cướp đi những gì thì người đời sau không thể nào xác định được. Vào năm 1945, thảm kịch thực sự mới xảy ra. Có một nhóm cướp lớn bao gồm khoảng hơn 300 người đã táo tợn lên kế hoạch quy mô để trộm Thanh Cảnh Lăng. Chúng cho dùng thuốc nổ để phá cửa đá, khiến cho khu lăng bị rung chuyển dữ dội. Thi thể của Khang Hy và các hậu phi thì bị văng lẫn lộn với nhau. Trong quá trình thẩm vấn, những tên cầm đầu đã khai rằng chúng phát hiện trong hầm mộ có 6 cỗ quan tài, mới dùng cưa để bẫy tất cả các quan tài lên. Nơi an nghỉ của hoàng đế bị phá nát tan tành. Hàng loạt báu vật, trong đó giá trị nhất là chiếc chén cửu long mà hoàng đế Khang Hy từng dùng khi còn sống thì đã bị đánh cắp. Đến tận ngày nay, tung tích của bảo vật này vẫn là ẩn số, gây tiếc nuối ở giới khảo cổ Trung Quốc. Tuy nhiên, điều lạ của cuộc trộm mộ này lại còn ly kỳ hơn nữa. Khi mà bọn trộm đang cố gắng để mở nắp chiếc quan tài lớn nhất, được cho là của vua Khang Hy, thì bỗng nhiên quan tài bốc cháy dữ dội từ bên trong. Trước đó, khu lăng này đã từng 3 lần bị bốc cháy, không rõ nguyên nhân. 3 lần bị hỏa hoạn.
không phải bỗng nhiên mà nói rằng Khang Hy là ông vua xui xẻo nhất sau khi chết. Bởi trước khi bị đóng cửa vĩnh viễn, lăng mộ của ông liên tục xảy ra hỏa hoạn. Đáng chú ý là mỗi vụ hỏa hoạn xảy ra đều vô cùng là kỳ bí. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1905, năm Quang Tự thứ 31, Từ Hy Thái Hậu đang nghỉ ngơi trong cung, bất ngờ kẻ dưới tất tả chạy tới dâng tấu. Cảnh lăng của hoàng đế Khang Hy bị lửa tấn công. Ngọn lửa thì vô cùng lớn, thiêu rụi cảnh lăng cung. Không những là cháy Long Ân Điện mà đến các bài vị của Khang Hy thì cũng chỉ còn là tro bụi. Cần biết rằng bài vị dùng để ghi lại miếu hiệu và thụy hiệu của Khang Hy vào kỳ tế lễ hàng năm, thứ mà các thành viên hoàng thất bái lạy chính là cái bài vị này. Xét ở một góc độ nhất định, bài vị này đại diện cho Khang Hy, nên một vật quan trọng như vậy mà bị thiêu rụi đã dấy lên sự nghi ngờ và kinh hãi triều đình nhà Thanh. Đây được coi là một vụ hỏa hoạn vô cùng kỳ lạ, bởi quần thể Thanh Đông Lăng thì có tới hơn 100 tòa kiến trúc lớn nhỏ. Trong khi cảnh lăng của Khang Hy có vị thế quan trọng nhất, nên việc quản lý và trông coi đương nhiên phải nghiêm ngặt hơn lăng tẩm của các hậu phi, AK cách cách. Nhưng mà trong khi các lăng tẩm cấp thấp hơn không hề xảy ra hỏa hoạn, mà lăng tẩm cấp cao nhất, cảnh lăng, lại xảy ra sự cố. Sau khi cho người điều tra mới biết mọi sự không hề đơn giản một chút nào. Do không tìm được chứng cứ xác thực, hai đại thần đánh báo lại với Từ Hy rằng đây là một trận hỏa hoạn kỳ lạ, không thể tra ra nguyên nhân. Do đó trận hỏa hoạn ở cảnh lăng vào năm Quang Tự thứ 31 đã khép lại như vậy. Trận hỏa hoạn thứ hai xảy ra vào năm 1945 và trận này lại càng ly kỳ hơn nữa. Ly kỳ ở chỗ nó không xảy ra từ mặt đất mà xảy ra trong tầm hầm của lăng mộ. Chính xác hơn là quan tài Khang Hy phun ra lửa. Được biết lần này quan tài Khang Hy đã tự bốc cháy dưới tác động của những kẻ đạo mộ. Có người tin rằng lửa được phun từ quan tài Khang Hy rất có thể là một loại ám khí được thiết kế sẵn. Tuy nhiên là chuyên gia Lý Dân đã phản bác và đưa ra một quan điểm khác. Ông này cho rằng đây có thể là lửa lân tinh hay còn được gọi là hiện tượng ma chơi. Bởi vì quan tài Khang Hy rất là chắc chắn, kiên cố. Vụ hỏa hoạn này phát sinh vào năm 1952, thiêu rụi Đại Bi Lầu. Đại Bi Lầu thì là nơi dựng hai tấm bia lớn ghi lại công trạng lúc sinh thời của Khang Hy, là một trong những kiến trúc cao nhất trong cảnh lăng. Đáng tiếc là hai tấm bia lớn ghi công trạng của Khang Hy cũng bị phá hủy trong trận hỏa hoạn này. Ám ảnh kinh hoàng, khu lăng mộ rỉ nước. Cũng chính vào cái năm xảy ra trận hỏa hoạn thứ 3, với mục đích nghiên cứu và cải tạo lại thanh cảnh lăng, các chuyên gia đầu ngành ở Trung Quốc đã thực hiện cuộc khai quật lăng mộ Khang Hy thêm lần nữa. Thế nhưng mà ít ai ngờ rằng, dù lên kế hoạch rất là chi tiết, đầy đủ và cẩn thận, nhóm chuyên gia thì đã đi vào lăng chỉ trong chốc lát rồi trở ra nhanh chóng. Họ cùng nhau thống nhất và đưa ra một quyết định kinh ngạc, đó là đóng cửa lối dẫn vào nơi đặt quan tài Khang Hy vĩnh viễn. Vậy thì các nhà khảo cổ đã nhìn thấy những gì mà lại quả quyết như vậy? Cuộc khai quật bên trong thanh cảnh lăng là một trải nghiệm kinh hoàng đối với ba chuyên gia. Họ đã phải di chuyển bằng dây thừng xuống phía dưới, trên người mặc đồ bảo hộ đầy đủ và thậm chí là còn được trang bị súng lục. Sau khi xuống đến lăng mộ, một không khí lạnh lẽo bất thường và tăm tối ập đến. Cái điều kinh khủng nhất là mùi khó chịu rợn người bốc lên ở khắp nơi. Phía sau hai cổng đá, nước đột ngột dâng lên khắp nơi, khiến tất cả chỉ có thể đông cứng lại. Càng đi vào thì nước lại càng sâu. Và khi mà tiến đến gần quan tài, nước đã ngập đến thắt lưng, bốc lên mùi hôi thối không thể nào chịu được. Tình cảnh của hai cốt hoàng đế cùng các vị hoàng hậu bồi táng cung bị nhận định là vô cùng thảm thương. Những kẻ trộm mộ trước đó đã lục tung bên trong quan tài để bới móc kho báu và tàn nhẫn ném xương cốt người đã khuất ra bên ngoài. Hai cốt của vua Khang Hy và các vị cung tần bị rơi vãi, ngâm trong làn nước lạnh lẽo, trôi nổi lênh phênh, không xác định. Vì điều kiện là quá mức nguy hiểm trong lăng mộ nhà vua, cả đoàn vội vã rút khỏi địa ngục để đảm bảo an toàn. Các chuyên gia nhận định điều kiện lăng mộ hết sức là nguy hiểm. Nếu mà liều lĩnh tiến vào bên trong để tu sửa, thì có thể sẽ khiến lăng mộ đổ sập hoàn toàn, đe dọa tính mạng của thành viên đội khảo cổ. Do đó, chính quyền Trung Quốc quyết định đóng cửa thanh cảnh lăng, niêm phong lại cho đến ngày nay, vì không một ai dám bước chân vào bên trong nữa. Đó thì chính là nguyên do khiến lăng mộ hoàng gia này chưa từng mở cửa đón khách. Và nếu mà những bí ẩn của lịch sử luôn có sức hút kỳ lạ đối với bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video. Nguyên phi Ỷ Lan bức tử hoàng hậu và 72 cung nữ gây chấn động trong lịch sử đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.